Quay cho cả nhà coi nha. Đó. Giờ là bên tay trái gửi xe nha, miễn phí ha. Bên tay trái miễn phí. Giờ bắt đầu mình dẫn cả nhà đi vô. Lên Phật có đơn hôm nay hả, ngày mùng 2 tháng 2, mùng 2 tháng 2 Phật cô đơn hai. Nắng giờ 1 giờ 20. Đó. Mình đi qua Bình Dương xong bây giờ mình về. Đâu có mở cửa. Giờ 1 giờ 20 rồi. Nước cây. Có vàng nó bán hết cái số hôm nay rồi, mình có vàng nên giờ này nó còn vậy đó. Ai thích số nào là mua số đó, thích ngày mai thì cứ quất cái số ngày mai. Ngủ đêm tới sáng vậy là ngày mai giờ rồi có gì đâu. Dạ. Gốc cây ngộ quá ha cây. Em đi mấy chị, hôm nay nè, còn có mấy chục tờ đó mà ngồi hoài ngồi riết nữa. Nay còn không bà bán. Nói chuyện Đức mua giúp sao. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Không đưa với chẳng đó. Hả? Thôi, đâu đi đâu nữa. Dạ. Đây, cây vú lửa đây. Rồi, cây. Hôm nay nè, ố bữa nay nè, nó lộn. Gốc cây đẹp. Chiều nay đó. Lửa, để đi bữa rồi. Mấy lần rồi, ngày mai. Rồi. Hôm qua mở cửa phải không? Hôm qua mở. Bây giờ lục bình vô đây ha. Đâu phải lục bình. Nó y như lục bình vậy. Nó có cái bông trắng đó nè. Đó, đúng rồi, giống chứ không phải lục bình. Nó giống thì cây nữa nó cũng ở dưới á. Mà bà hai bà hỏi tao cây gì tao nói không biết. Nó chịu nước. Tao nói biết cái cây này nhưng mà không biết tên. Vui diện nè, đi vô tới Phật Cô Đơn không có vô được ở bên trong. Mình chưa có khi nào vô được. Tính nay chủ nhật. Ba định đi hôm qua. Hôm qua ở đây vô đông không chị? Đông. Hôm qua đây đông lắm rồi. Chiều nay ở đây cũng đông nữa nè. Thank you.
đi Phật cô đơn bây giờ đã xây cắt quá trời quá lan. Bây giờ đi lên đó là bỏ giày dép bên ngoài nha. Xin đừng dựa vào lan can. Cảm ơn. Đó, giờ mở cửa thang mỗi ngày. Cái đậu xe đó, giờ mấy bà tập trung nè đó. Người nhà mình mua vé số đó nha. Cả nhà mình mua vé số nha. Mới bán vé số mừng gần chết đòi kêu mua gì nữa bà. Cây quấn rễ hơn năm. Cây này mấy cây này y như ở trên Campuchia miên. Cứ rễ khủng. Cây này cây gì không phải cây si. Cái lá không phải cây si. Cây gì mà cái rễ nó đẹp quá vậy nè. Vô
cây này đẹp quá chị ha, rễ cũng đẹp quá rồi. Ừ. Nhưng mà cái lá thì không phải lá cây si. Ừ, cầm này. Cầm quay. Quay ấy nha ha, để chị Tám nhảy vô vào kia xong rồi khỏi đồ. Để mặc đồ đẹp. Tránh cho bạn. Đây cầm cho chị vô chị đứng. À, chị hơi hết rồi.